Kim Ánh cùng với tất cả những người thực hiện chương trình xin mến chào thính giả đang đến với chương trình quen thuộc của chúng ta, chương trình y khoa ai nghe cũng hiểu. Chương trình được phát vào lúc 18 giờ 15 cho đến 18 giờ 45 của chiều ngày thứ bảy và với khung giờ phát lại 9 h 30 cho đến 10 giờ của ngày sáng thứ sáu tuần sau. Ngày hôm nay à, ngồi cạnh Kim Ánh trong phòng thu vẫn là một bác sĩ ha, à, có thể nói là rất quen thuộc và cũng rất thân thiện đối với à, tất cả thính giả của chúng ta. Tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, Phó giám đốc Trung tâm phẫu thuật thực nghiệm Đại học Y Dược, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Nguyễn Tri Phương. À, bác sĩ nam anh à, mặc dù là rất là bận rộn nhưng mà chiều thứ bảy nào nhất định cũng phải có mặt ngồi bên cạnh kim ánh <laughs> để có thể gặp lại thính giả của chương trình y khoa anh thì cũng hiểu à, thay mặt cho tất cả thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay à, rất cảm ơn tiến sĩ bác sĩ tăng hành nam anh đã dành thời gian để gặp lại thính giả của chương trình ạ ừ, xin chào quý vị thính giả và cũng rất là may là mình với kim ánh lên sóng phát ra cả khu vực miền Nam này chứ không bà xã bà là không biết là chiều thứ bảy này cũng biến đi đâu <coughs> mất đi theo người đẹp thế này nguy và đặc biệt là nếu mà làm <coughs> chương trình phát thanh thì có thể kiểm soát rất là dễ phải không ạ chỉ cần bật radio lên là biết là đang ngồi trong phòng thu rồi phải yeah, không ạ thưa bác sĩ dạ và cũng rất cảm ơn đơn vị đang tham gia đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay à, với sản phẩm khớp tisan tái tạo sụn khớp hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp viêm khớp và đau mỏi cơ bạn đang bị thoái hóa khớp, đau mỏi khớp, đau khớp, đau khớp xương, viêm khớp, đã có giải pháp. Khớp Tyson giúp phục hồi tái tạo mô sùng khớp, cung cấp dịch khớp, giúp đảm bảo sự vận hành linh hoạt của khớp. Khớp Tyson hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, đau mỏi khớp, đau khớp xương, viêm khớp. Khớp Tyson giúp giảm đau ở các cơ khi vận động quá sức. Khớp phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người lớn tuổi, người thoái hóa xương khớp, người hay vận động thể lực. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh bạn có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm trên www.coptition.com.vn à, Thưa tất cả quý vị, thật ra thì trong cuộc sống á, đôi khi có những cái vấn đề mà người này nhìn á, thì thấy là ừ, như vậy là sướng, là hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà bản thân của người đó nhìn về vấn đề đó thì đôi khi không phải như vậy, ở đây thì Kim Ánh hơi dông dài một tí để nói về cái chuyện sướng khổ của giới gọi là giới văn phòng à, Kim Ánh nghĩ khi mà hình tượng về cái công việc của giới văn phòng thì chắc hẳn là nhiều thính giả đang nghĩ những người này đang sướng lắm đây Bởi vì làm việc thì làm việc trong phòng máy lạnh, không phải tiếp xúc gì với ánh nắng mặt trời gay gắt vào mỗi buổi trưa Rồi cũng không phải ra đường bị bụi bặm gì, rồi ngồi thì ghế lúc nào cũng ghế nệm, ngồi rất là im ái nhẹ nhàng thậm chí làm việc chỉ trên máy vi tính thôi. Yeah. Nhiều đó là cũng thấy sướng rồi. Bằng mặt thưa yeah. bác sĩ Nam Anh. À, Thực ra là giới văn phòng hay còn được gọi là giới cổ cồn. Đó, tại vì khi chúng ta nói tới giới văn phòng chúng ta thường hay nghĩ là nam là bằng áo sơ mi cổ cồn <laughs> rồi thắt cà vạt áo vest. Rồi nữ thì cũng vậy bằng váy trông rất là đẹp. Rồi à, bây giờ thì với các cái cao ốc rồi các cái trung tâm à, thương mại và dịch vụ xây cao lên thì mình thấy thường là các văn phòng của các công ty lớn là thường là đặt ở trên cao rồi là cao ốc à, không ạ? À? À, cao ốc ừ. thì mình mình sao mình thấy khi mà mình vào văn phòng đó, thì mình thấy là các bạn rất là sung sướng là đứng trên cao nhìn xuống thành phố rồi <laughs> nhìn những cái con đường mà xe cộ tấp nập thấy buổi trưa nhất là buổi trưa Sài Gòn buổi trưa 12 giờ trưa đó rồi, lúc mà trời nóng mùa hè thì lấy người ta mùa hồ mùa kê nhảy nhảy ừ. mùa mưa thì người ta chen chúc nhau rồi áo mưa rồi ừ. lụng thụng thì mình ở trong đó thì mình thấy vô cùng sung sướng chả đi đâu <laughs> à, như vậy thì rõ ràng là trong nghe có vẻ rất là hấp dẫn nhưng mà thật ra thì sau đó thời gian thì người ta mới phát hiện ra một cái điều đó là nhưng mà hình như cuộc đời nó không như là mơ <cười> giống <cười> như trong lại. một bài hát đúng không ạ dạ nên là tôi nghĩ giá văn phòng thật ra là cũng giống như cái ánh nó tùy theo là chúng ta mới nhìn lướt qua thôi người ta bảo là ở trong chăn thì mới biết có rận hay không đã thành, <laughs> đó, thành <laughs> ra cũng giống như là một cái cuộc hôn nhân vậy xong rồi mới đầu chúng ta lấy được cô vợ đẹp và nó trời ơi tắt sung sướng quá ừ. nhưng mà sau thời gian sống chung rồi mới biết là nó lòi ra nhiều điểm <laughs> không, không <ai> <laughs> dạ vâng à, thật ra thì phần trao đổi ở phần đầu của chương trình ngày hôm Hôm nay giữa kim ánh cùng với uh, tiến sĩ bác sĩ tăng hà nam anh cũng uh, giúp cho thính giả có thể hình dung về uh, cái môi trường làm việc của giới văn phòng như thế nào phải không ạ Được. thật ra sướng hay khổ thì nó sẽ tùy thuộc vào cái cách cảm nhận của mỗi người như là bác sĩ tăng hà nam anh đã nói nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay thì giữa kim ánh cùng với bác sĩ nam anh để mình lên sóng chương trình y khoa ai nghe cũng hiểu lúc nào cũng phải nói đến một cái chuyện đó là xương khớp đúng không ạ đúng rồi <laughs> ờ, tại vì thật ra mà nói là bây giờ là uh, cái uh, đời sống khá lên là rồi áp lực công việc nó nhiều à những cái bệnh khác á, ví dụ như là tim mạch thận hô hấp nè uh, nó nó diễn ra một cách âm thầm người ta không có nhận ra được và đến khi người ta nhận ra ví dụ như tim mạch chẳng hạn người ta đột quỵ lúc đó người ta đi mất ừ. yeah. thành ra người ta thấy là cái tỷ lệ bệnh tim mạch á thì là rất là cao nhưng mà cái số lượng bệnh nhân tim mạch thì nó không cao bằng cơ, số lượng bệnh nhân cơ xương khớp tại vì thứ nhất là sao về cơ xương khớp đó, thì chúng tôi có khoảng gần 260 cái xương <laughs> chưa kể là khoảng khoảng gần gần trăm cái cơ chỉ cần mỗi cái xương nó trục trặc chút Đó, xíu là quá nhiều thứ mấy rồi, mấy không cái yeah. à, thứ hai nữa là tôi chưa bao giờ tôi thấy mà ai chết vì bệnh bị bệnh, bệnh cơ xương khớp cả thế nhưng mà ví dụ tim mạch người ta có thể đột quỵ thành ra là cái số lượng bệnh nhân cơ xương khớp rất là đông và cái nữa là bây giờ là sau khi về xong rồi nó mệt mỏi rồi nó đau nhất cơ khớp nó làm rất là khó chịu à, mà đặc biệt là cái cái xương cái khớp nó biểu hiện ra rất là lẹ thành ra là nó là một cái gánh nặng của xã hội và người thấy rõ ràng là như vậy tất cả mọi thứ nó đặc biệt là cái bệnh lý mà của giới văn phòng nó, nó cũng trở thành một cái gánh nặng về chi phí y tế cho cho cái cho một nước cho nên là tổ chức y tế thế giới mới nói là thập niên 2012 cho đến 2020 được xem là thập niên xương và khớp phải không ạ thưa bác sĩ. <laughs> Trước tiên chúng ta phải đi vào cái vấn đề chính của chương trình ngày hôm nay đã. Đó là cái nguy cơ bệnh xương khớp đối với giới văn phòng. ừ cái mảnh nghĩ với đề tài này ngày hôm nay thì chắc là yếu tố đầu tiên chúng ta sẽ đề cập là giới văn phòng thì những cái yếu tố nào nó sẽ ảnh hưởng dẫn đến cái tình trạng bệnh lý của xương khớp đây chẳng hạn như là chúng ta nói là chúng ta cứ ngồi trong phòng không có gặp ánh nắng gì hết cho nên là có thể là bị những vấn đề về loãng xương về thiếu canxi và đó cũng là cái yếu tố nguy cơ của tình trạng xương khớp đó chỉ là một yếu tố thôi à, phải muốn, thưa bác sĩ chúng ta biết cuộc sống là vận động mà khi con người ta sinh ra mà mà nếu mà mình theo cái thuyết gì uh, và quyển chứng đó, tức là cái thuyết mà tin rằng là học thuyết của Win cho rằng là con người ta tiến triển từ con khỉ đi lên á thì rõ ràng là là chúng ta thuộc nhóm động vật mà nếu mà vậy thì chúng ta phải vận động tại người ta nói chữ động mà Tức là phải vận động thì uh, rõ ràng là cái chuyện đầu tiên là chúng ta thấy trong giới văn phòng là gì là chúng ta chỉ ngồi trong một phòng khoảng mười mấy mét vuông mà đâu có phải là một mình mình được cái phòng mười mấy mét vuông Chỉ có sếp lớn mười mấy mét vuông thôi Chỉ có bác sĩ Nam Anh mới được ngồi cái phòng to Không có bác sĩ Nam Anh ngồi cái phòng bé xíu Còn lại là đa phần là chúng ta có một cái bàn Rồi xong trên cái bàn đó người ta đóng những cái những cái vách ngăn Thành ra là coi như là mỗi người được một Đừng cái, cái ô. khoảng cỡ nói lỡ dài ra là một mét hai mét Nhưng mà nó không có sâu vô tận Còn dạ. Thì chúng ta thấy là chúng ta bị khu trú trong cái đó thì như vậy cái chuyện đầu tiên là giới văn phòng là không có vận động nhiều không có đi đâu nhiều mà thậm chí riết hồi con ta lười á, là nhiều khi đi từ chỗ này qua chỗ kia cũng thèm đứng dậy đi nữa tại vì đa phần là cái ghế nó có cái bánh xe mà nó ngồi đẩy khác nó chạy qua bên chỗ này chạy qua chỗ kia thì mới đầu người ta thấy cái mục đó có vẻ hay đặc biệt là chúng ta hay bị ảnh hưởng bởi phim ảnh của nước ngoài á Tôi thấy có một cái cô đó rất là xinh đẹp rồi xong rồi ngồi đẩy ghế qua một một bên thì cổ thì quẹo qua một bên để mà kẹp ngay điện thoại điện thoại di động mà rồi một tay thì lục 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 hồ sơ rồi đẩy cái ghế vô này đẩy ghế chỗ chả thấy bây giờ cô nhấc cái mông ra khỏi cái ghế thì như vậy cái chuyện đầu tiên là không vận động cái thứ hai là chúng ta biết rằng giới văn phòng là cái giới phải ngồi và phải ngồi suốt ngày suốt 8 tiếng thậm chí là có thể là hơn 10 tiếng vì có những cái công ty nước ngoài là người ta làm việc là hết việc mới về chứ không phải là hết giờ thành ra là thậm chí từ 8 giờ sáng làm nhiều khi tôi thấy là có những người phải 6 7 giờ tối họ mới ra được khỏi công ty đó thì như vậy thì chúng ta thấy là dân văn phòng là phải ngồi mà đặc điểm của những cái bàn ghế là gì là người ta đóng đại trà tức là người ta đóng một cái kích cỡ như vậy thôi người to cũng phải ngồi cái đó mà người bé cũng phải ngồi như vậy thì rõ ràng rằng là cái chuyện ngồi đó đó rồi thứ hai nữa là văn phòng thì bao giờ cũng bây giờ khó có thể có một khái niệm mà văn phòng mà không có cái máy vi tính đó gần như chúng ta thấy rằng máy vi tính nó nó thân thiết tới mức mà giống như tôi với chị kim ánh đó. thứ bảy nào cũng phải gặp nó không gặp đôi khi cũng <cười> <cười> nó rất là thân thiết thành ra là rõ ràng rằng là nó gắn liền với cái chuyện là làm việc với máy vi tính và như vậy thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng rằng là khi mà làm việc máy vi tính thì cái tư thế là nó có những cái vấn đề mà cần phải bàn bạc ra ở đây và chưa kể là chưa kể nói những cái chuyện khác là ví dụ như máy lạnh rồi à, à, thêm rồi cái việc mà ngồi lâu rồi à, không khí trong phòng vân vân và vân vân rồi chưa kể là chúng ta đang làm trong một cái môi trường nhân tạo chứ không phải mà cái môi trường tự nhiên đó và cái thông khí thì chưa chắc nó cũng đã tốt như là cái môi trường tự nhiên thành ra là chúng ta thấy sơ bộ là chúng ta thấy có những cái vấn đề Yeah. xem ra thì với phần phân tích tới đây của uh, tiến sĩ bác sĩ tăng hà nam anh thì, thì Anh cảm nhận là thật ra giới văn phòng không có sướng như mình nghĩ rồi yeah, phải không ạ yeah. uh, và thưa bác sĩ nếu mà chúng ta chỉ nói ở một cái khía cạnh như bác sĩ vừa phân tích thôi đó là cái việc ít vận động hoặc là vận động uh, trong một cái môi trường mà nó không hẳn là tối ưu thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái khớp nó sẽ bị thoái hóa ở đây thì nếu mà chúng ta chỉ nói ở cái khía cạnh này thôi thì bệnh văn phòng ở cái khía cạnh này nó sẽ có những cái vấn đề gì của xương khớp đây ạ à, thưa bác sĩ trước hết thì chúng ta sẽ phân tích là cái nhóm bệnh mà cái nhóm bệnh mà người những người làm văn phòng hay bị nhất đó là cái khu vực cổ và vùng vai và sau đó tới vùng thắt lưng và đặc biệt là sau và cuối cùng là những cái vùng khớp như là khớp gối thế thì chúng ta xem coi thử là đầu tiên là tôi phân tích cái chuyện là à, cổ và cái vùng vai thứ nhất là cái ghế ngồi cái ghế ngồi như tôi phân tích là người ta sản xuất đại trà thành ra là cái độ có thể là người ta sẽ sản xuất cái ghế là nó nó sẽ bây giờ có nhiều loại ghế người ta thiết kế làm sao cho nó ôm theo cái cuộc sống rồi này nọ nhưng rõ ràng rằng là người cao nó khác mà người lùng nó khác không thể có một cái ghế và không có bao giờ có một cái văn phòng nào là tuyển một nhân viên rồi đặt một cái ghế theo đúng kích thước của anh nhân viên đó và như vậy thì nó quá là mắc đi không yeah. ai làm chuyện đó thời người ta cứ đặt đại trà rồi cái thứ hai nữa là cái bàn cũng vậy người ta cũng đóng đóng chung những cái bàn với cái mức độ cao chưa kể là nó còn kiểu cọ nữa à, có thể cao hơn một tí thấp hơn một tí à, rồi à, khi đó thì chúng ta đặt cái máy vi tính thì có thể là cái người cái máy vi tính là đặt cao lên hoặc là đặt thấp xuống thì à, khi mà làm việc đó thì dân văn phòng thì thường hay phải làm việc với máy vi tính và khi làm việc với máy vi tính thì chúng ta không thể nào đảo con mắt đi liên tục được vì chúng ta phải dán con mắt vô trong màn hình để mà nhìn thì khi dán mắt vô màn hình thì chúng ta nghĩ rằng là chỉ có con mắt hoạt động cái cổ và hai vùng vai mình không có hoạt động chuyện đó hoàn toàn sai tại vì khi chúng ta nhìn con mắt mình vô màn hình có nghĩa là chúng ta nhìn chăm chú vô đó và như vậy khi chúng ta nhìn chăm chú thì sao toàn bộ cái hệ thống cơ của vùng cuộc sống cổ kể cả cái hệ thống cơ năng vai cơ năng vai nó phải cố định nó giống như là chúng ta đứng mà chúng ta hay coi phim bộ Hồng Kông phim kiếm hiệp <laughs> là người ta hay phạt những cái chú tiểu mà bị phạm lỗi gì đó là phải đứng xuống tấn cứ đứng yên như vậy đứng thời gian là cái thấy là bắt đầu bủng rụng chân tay rồi té hụt xuống <laughs> yeah. tại vì sao tại vì cái cơ nó bị cố định trong tư thế thì nó sẽ phải hoạt động hết mức và khi hoạt động hết mức mà nó không có được vận động thì nó sẽ bị mỏi mới đầu thì chúng ta chưa thấy tại vì là chúng ta cơ thể chúng ta có thể thích ứng được nhưng mà sau thời gian bắt đầu cái chuyện đó, nó xuất hiện liền rồi à, đến cái đoạn là hai cái cơ vùng hai vai thế hai vai thì chúng, khi mà chúng ta làm việc thì thông thường thì chúng ta để cái bàn phím trên máy vi tính ở à, trên trên bàn đôi khi thì chúng ta có một cái hộp để cái bàn phím nhưng mà chúng ta quên mất là chúng ta hay để tay lên trên bàn đó, thì ở đó chúng ta làm việc vai ở tư thế dạng khoảng 30 độ và khi chúng ta làm việc vai tư thế dạng 30 độ kiểu này đó, thì cái áp lực lên trên các cái cơ của vùng vai rất là lớn các hệ thống cơ nâng vai là các cái gân chấp xoay tức là vùng làm cho xoay của cái khớp vai nó sẽ bị ảnh hưởng và như vậy thì chúng ta thấy rằng là sẽ có cái hiện tượng là sẽ đau cái cơ của vùng bắt đầu từ từ cổ nó lan xuống tới cái vùng tiếp giáp giữa vai và cổ rồi xuống tới vùng vai và tới cái vùng cánh tay thì như vậy thì đối với những người trẻ đó cái hiện tượng đầu tiên đó đó là cái hiện tượng mỏi của các cái cơ này và à, những người họ thấy rất là rõ thường là chúng ta thấy là khi họ làm việc thời gian là bắt đầu mỏi là cứ phải lấy tay đấm 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 như thế này đấm đấm mà thấy nó đã Mà đặc biệt là họ đi khám bệnh đó, thì khi mà chúng tôi khám ấn vô thì nó có những cái điểm đau người ta gọi là ấn vô nó đau nhưng mà đau mà đau đã tức là đau rồi thấy nó rất là sung sướng thì à, đó là cái bệnh lý của cái vùng cơ này. rồi đến thời gian khi mà bắt đầu có tuổi rồi đó thì cái hệ thống cuộc sống các cái dây chằng À, rồi các cái mấu khớp của vùng cột sống nó cũng không có được vận động thường xuyên và như vậy thì nó cũng bị thoái hóa sớm hơn là những cái trường hợp khác yeah. đó là cái vùng cổ và vùng vai chúng ta đi xuống một tí nữa là đến vùng thắt lưng ít ai bị đau cái vùng lưng là tại vì cái vùng lưng là vùng cột sống cố định còn cái vùng thắt lưng á... Cái vùng thắt lưng thông thường là chúng ta... Vùng thắt lưng nó ưỡn ra trước... Nhưng khi chúng ta ngồi á... Ít có ai mà giữ cái lưng thẳng... Người ta nói là giữ cái lưng thẳng nó mỏi... Nó khó chịu... Người ta hay ngồi khom khom cái lưng... Ngoại trừ những không... người mẫu đúng không ạ? Đúng rồi... Sau đó thì... Cuộc sống thắt lưng thì chúng ta hay ngồi cong cái lưng... Mà cong cái lưng thì nó phản lại cái sinh lý của cuộc sống... Là thắt lưng nó phải ưỡn ra trước... Thế bây giờ... Uh, bây giờ chúng ta thấy ngoài thị trường thì người ta bán những cái dụng cụ để mà ngồi để mà chúng ta tựa vào lưng để mà cho thẳng cái lưng lên nhưng mà nói vậy thôi chứ còn ít cái ai mà ngồi tựa với cái lưng vô trong cái thành ghế vì người ta ngồi thì ta phải cố gắng người ta ngồi sát vô bàn và như vậy thì cái thói quen của người ta khi ngồi thì nó vẫn là cong lưng và chúng ta biết là khi chúng ta ngồi đó ví dụ chúng ta nằm á người ta giả sử nếu mà nằm á cái áp lực lên trên cột sống khoảng 15-20 kg thì ngồi đó khi khi mà chúng ta ngồi thì là nó nó tăng lên phải gấp hai ba lần nữa à. vậy và. và như vậy thì cái cuộc sống nó bị chịu áp lực rất là lớn. Và khi mà nó không được vận động đó, thì nó sẽ mau bị thoái hóa hơn. Đây, đến cái đoạn là cái khớp. Thì cái khớp đó, chúng ta biết là cái sụn khớp đó, nó được dinh dưỡng là khi chúng ta đi. Tại vì trong khớp thì nó có cái dịch khớp. Dịch khớp nó có cái chất dinh dưỡng. Khi chúng ta đi thì sao thì cái sụn nó bị ép lại và như vậy thì nó sẽ đẩy cái dịch khớp đi ra khi chúng ta uh, đi mà chúng ta dở cẳng lên thì chúng ta không có tạo áp lực lên trên thì cái dịch khớp nó lại được cái sụn khớp được cái 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 phần sụn khớp nó hút vào và khi hút vào nó cứ tạo một cái luồng di chuyển dịch đi ra đi vào như vậy thì những cái thành phần dinh dưỡng nó sẽ được giữ lại và nó giữ lại thì nó sẽ nuôi cái tế bào sụn nằm trong cái sụn khớp chúng ta cần cái khái niệm ở đây là cái sụn khớp là nó bao gồm nhiều thứ trong đó nó có cái tế bào sụn và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tế bào sụn nó dinh dưỡng được là nhờ cái chuyện mà chúng ta vận động Đã. thì bây giờ nếu mà chúng ta ngồi yên không có vận động gì hết thì cái phần dinh dưỡng cho cái sụn nó sẽ kém đi và cái sụn là vì nó không có quen chịu lực thì sau một thời gian thì chúng ta cứ đi đứng này nọ thì nó sẽ mau bị hư hơn nó giống như là nếu mà từ bé chúng ta không được chơi thể dục thể thao tự nhiên lớn lên là nó bắt chúng ta chạy mà ra tầm chả ai chạy nổi những người chơi thể dục thể thao là những người phải luyện tập thường xuyên và liên tục cái này cứ, cái khớp nó cũng vậy thôi cứ tưởng tượng như dân văn phòng để làm từ thứ hai cho đến thứ bảy ngồi xuống tới chủ nhật thì mệt mỏi quá rồi về nhà dọn dẹp rồi mua chỉ muốn lăn ra ngủ thôi thành ra đa phần dân văn phòng họ có chơi thể dục có thể thao không? À, không em <laughs> sức nữa mà đi chơi lại thôi yeah. rõ ràng là chúng ta sơ bộ thì chúng ta thấy là những cái ảnh hưởng xấu lên trên cái vùng cuộc sống từ cổ cho đến thắt lưng vùng vai vùng khớp gối là nó là như vậy rồi À, chưa kể đi dần xuống tới cái vùng cổ chân và cái vùng bàn chân thì cũng có nhiều vấn đề để nói chẳng hạn như là chúng ta ngồi nhiều quá chẳng hạn máu nó xuống vùng bắp chân được mà nó không lên được thì hệ quả là chúng ta sẽ có cái chuyện là dạng tĩnh mạch À, và thưa tất cả quý vị có thể nói là qua phần phân tích vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ tăng hà nam anh phó giám đốc trung tâm phẫu thuật thực nghiệm đại học y dược trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện nguyễn tri phương thì chắc hẳn là nhiều người đặc biệt là ở giới văn phòng chúng ta đang có thể hình dung ra được những vấn đề của mình trong phần phân tích vừa rồi đúng không ạ thưa bác sĩ ở đây chúng ta thấy là từ cổ đến vai đến thắt lưng thôi đã có quá nhiều vấn đề chưa kể những vấn đề liên quan đến các khớp như là bác sĩ nói nữa kim ánh cũng hơi thắc mắc một tí là thật ra với những cái vấn đề như vậy ấy, có phải là mình sẽ nhìn vào những cái nguyên nhân để mình có thể có những cái biện pháp được xem là phòng ngừa đối với cái tình trạng này không ạ thưa bác sĩ? Trong số tất cả cái nhóm bệnh khớp á, thì cái nhóm bệnh khớp do dân văn phòng á, là cái nhóm bệnh theo tôi, á, theo, theo ý kiến của tôi là cái đó mình có thể phòng ngừa được. Và phải phòng ngừa ngay từ đầu. Tại vì chúng ta thường á, chúng ta biết rằng là khi tuyển nhân viên thì người ta thường là tuyển người trẻ. Người trẻ thì lúc nào cũng vậy, sức khỏe còn tràn đầy. À, cái năng lượng dự trữ nó còn thành ra là khi họ vô họ làm việc rất là hăng say rất là nhiệt tình cái đó thì tốt thôi nhưng mà chúng ta quên mất cái cái bản thân chúng ta đi chúng ta làm việc chúng ta quên say sưa chúng ta quên hoặc là có nhiều người á là coi thường cái chuyện đó nghĩ là ôi mình thấy cái anh bạn bên cạnh lớn tuổi bị nó chạy anh dở thì cho như em đây ngồi suốt Có sao đâu chả vấn đề gì <laughs> lại rồi đến một khi mà cái cơ thể mà chúng ta họ nó nó quá tải rồi nó chịu không nổi nó bắt đầu nó lên tiếng thì nó lên tiếng thì lúc đó chúng ta cũng vẫn còn coi thường tại vì sao tại vì thường là chúng ta ngồi mới đầu thì chúng ta ngồi được suốt 8 tiếng sau đó thì dần dần xuống còn 6 tiếng sau đó còn bốn năm tiếng thì bắt đầu bốn năm tiếng nó mỏi thì người ta cũng nghĩ là Ôi, cái này đâu có vấn đề gì ngủ đêm dậy sáng xong nó bớt thật là như vậy tới ngủ đêm dậy sáng sao nó bớt nhưng mà dần dần rồi đó cái năng lượng dự trữ nó cạn kiệt đi và người ta sẽ không có cái khả năng để người ta hồi phục và như vậy cái thời gian xuất hiện cơn đau nó rất là là ngắn lại và như vậy chúng ta quay lại cái vấn đề của 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 trong văn phòng bệnh lý trong văn phòng chúng ta thấy hoàn toàn chúng ta có thể phòng ngừa được đối với một chương trình trên làn sóng phát thanh thì bao giờ cái biện pháp phòng ngừa cũng là một trong những cái biện pháp mà kim ánh cũng như là rất nhiều thính giả chú ý bởi vì ông bà mình nói là phòng bệnh hơn trị bệnh đúng không ạ yeah thật ra đối với bác sĩ thì thường người ta ít thích phòng ngừa lắm tại vì <laughs> Khi <bạn> hiểu rồi <laughs> à. à thì phòng ngừa thì, thì lấy đâu ra bệnh nhân để mà điều trị à, nói thế thì chắc thế nào cũng quý vị bảo ông này không có ý đức là tại vì <cười> 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 là cái bệnh nhân thật ra cả hai chuyện mà thường tết nhất người ta tới nhà bác sĩ ít khi chúc là bác sĩ mần ăn phát tài lắm tại mần ăn phát tài là nhiều bệnh nhân yeah. thì rõ ràng rằng là khi mà chúng ta phòng ngừa được đó thì chúng ta sẽ không chúng ta sẽ giảm thiểu được cái nguy cơ bị mắc bệnh thế thì bây giờ chúng ta nói về vấn đề là phòng ngừa nó như thế nào đầu tiên là cái tư thế ngồi là cái quan trọng là tại vì cái chuyện đó là chúng ta ngồi suốt á mà cột sống cổ đó thì nó ưỡn ra phía trước rồi cột sống lưng nó ưỡn ra phía sau rồi cột sống thắt lưng nó lại ưỡn ra phía trước rồi cái cái vùng xương cùng cục của mình nó lại ưỡn ra sau như vậy chúng ta thấy rằng cột sống chúng ta không phải thẳng như chúng ta nghĩ rằng nó thẳng giống như cây tre chúng ta biết rằng là cột sống thì tổng thể chúng ta nhìn thì thấy nó thẳng nhưng tôi đã phân tích là nó có những cái đoạn cong nhưng mà khi chúng ta ngồi ít cái ai mà giữ cái cái tư thế này được đó thường khi chúng ta ngồi á thì cái cổ của chúng ta lại phải cúi về phía trước để chúng ta nhìn cái màn hình À, và khi chúng ta dán con mắt vào màn hình cái cổ nó là bị cong ra phía sau à, như vậy thì chúng ta rõ ràng rằng là, là chúng ta làm mất đi cái đường cong sinh lý của cái cổ và như vậy thì các cái dây chặn nó bị biến đổi hoàn toàn và có một cái chỗ dây chằng thì nó căng có chỗ thì nó lại không căng và cái chỗ nào nó căng thì nó sẽ dẫn tới mỏi Đừng ngay cả cái lưng cũng vậy Khi chúng ta ngồi thì chúng ta có hay có cái xu hướng là cong cái lưng lại Ít ai mà ngồi thẳng lắm Thì chúng ta ngồi cong cái lưng Thì như vậy chúng ta vô tình chúng ta lại làm cho cuộc sống thắt lưng đáng lẽ ưỡng ra trước Thì nó lại cong ra đằng sau Và khi nó cong ra đằng sau như vậy Thì các cái dây chặn, các cái cơ nó cũng bị căng ra Rồi như khi chúng ta làm việc Thì tay thì chúng ta sẽ dạng ở tư thế 30 độ thay vì chúng ta để xuôi theo thân mình là cái tư thế gọi là nghỉ ngơi của khớp vai thì như vậy thì nó sẽ làm tăng áp lực lên trên các cái gân của chắp xoay và có nguy cơ là làm cho chúng ta bị đau mỏi của vùng vai đó là chưa kể là khi chúng ta ngồi cố định một cái cái tay mình cố định mình gõ bàn phím như vậy đó thì cái xương bả vai nó không có nó không có di động được và nó có một hội chứng nó gọi là cái hội chứng bả vai lồng ngực và nó sẽ đau ngay cái vùng mà vói tay không tới ấn vô đó thì nó rất là đau ấn vô nó có những cái điểm đau trên cái, cái vùng cơ mà ấn nhưng mà đau á bệnh nhân thường mô tả là đau nhưng mà đau nó đã ấn vô nó đau nhưng rất là đã thì như vậy cái tổn thương này là tổn thương thực thể tại cái chỗ đó chứ không phải là cái tổn thương do một cái nơi khác nó di chuyển đến đến vùng cuộc sống thắt lưng cột sống thắt lưng thì cái chúng ta đau cái vùng nào chúng ta đau ngay cái vùng mà chúng ta đưa tay ra sau lưng chúng ta đặt tay thay vì ở trên mông chúng ta nhích lên tí xíu thì nguyên cái vùng bàn tay nó đau nó không có đau rõ ràng nó cứ âm ỉ thôi thì để mà phòng ngừa được những cái chuyện như vậy đó thì thứ nhất là khi chúng ta ngồi đó, chúng ta phải giữ cho cái cột sống mình gọi là nó thẳng nhưng trên thực tế là mình duy trì được các cái đường cong sinh lý của cổ của lưng thắt lưng thì cổ cong ra trước lưng cong ở sau, thắt lưng cong là trước. thì như vậy chúng ta cứ cần ngồi thẳng là chúng ta sẽ duy trì được cái chuyện đó. Thứ hai, cái máy vi tính thì người ta nghiên cứu ta thấy là khi cái con mắt của mình, cái màn hình của máy vi tính đó, làm sao nó thấp hơn cái tầm mắt của mình khoảng cỡ một cái góc khoảng 15 độ là vừa đẹp. là tại vì ở cái góc đó đó cổ mình không phải ngửa lên mà cũng không phải cúi xuống. vậy mình mình cái giữ được cái cột sống cổ là tư thế cố định. À, nó đúng là vị trí sinh lý của nó cái cái nữa là khi chúng ta làm việc với máy vi tính khoảng có 30 phút hay tiếng đồng hồ chúng ta nên cho mắt nghỉ ngơi cho mắt nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái chuyện là cho cuộc sống cổ nó nghỉ ngơi Đó, thì chúng ta có những cái bài tập về cổ thì uh, chúng ta có thể lên mạng bây giờ rất là nhiều ha? chúng ta có thể đào về để chúng ta tập đối với vùng thắt lưng cũng vậy vùng thắt lưng là chúng ta ngồi thẳng lưng thì đôi khi ngồi thẳng lưng á, mà không có cái gì để tựa thì các cơ nó lại hoạt động nhiều hơn thì nó lại làm cho mình khó chịu thì chúng ta có thể lót một cái gối đằng sau cái vùng thắt lưng để chi để giúp cái cuộc sống thắt lưng nó ưỡn về phía trước ở vị trí đường công sinh lý của nó và các cái cơ đồng thời là mình tựa trên cái gối thì các cơ nó sẽ được thả lỏng và như vậy các cơ nó không có bị căng và chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng à, đau lưng rồi đối với vùng vai à, thì sao thì người ta khuyên rằng là bàn phím làm sao mình để xuôi tay ra thân mình là bàn phím để, để đó là vừa thì có nhiều cách nếu cái bàn nó cao thì chúng ta có thể nâng cái ghế cao lên rồi, rồi chúng ta có thể thiết kế một cái bàn phím nó nằm ở dưới cái bàn để kéo ra kéo vào một số trường hợp chúng ta thấy là họ làm được như vậy hoặc một số người họ đặt cái bàn phím trên đùi chẳng hạn nhưng mà thường thì người ta sẽ đặt cái bàn phím cố định trên cái mặt bàn và nâng cái ghế cao lên đây khi mà ngồi khoảng tiếp đồng hồ đó thì chúng ta có thể vận động bằng cách là chúng ta có thể đứng dậy vươn vai đi tới đi lui ngày xưa chúng ta đi học á chúng ta hay có cái chuyện là tập thể dục giữa giờ đó ra những cái động tác như động tác lường động tác vương thở rồi này nọ những cái động tác đó là rất là tốt và tôi không hiểu tại sao bây giờ người ta bỏ cái đó đi người ta không có cho học sinh tập nữa chứ thật ra học sinh tập cái đó nhưng mà tại vì là người ta làm cái đó thành cái chiếu lệ tức là Uhm, làm cho nó có chứ nếu mà làm thật sự đúng thì người ta thấy rằng cái động tác đó nó làm cho toàn bộ các cái cơ cũng như cái cuộc sống những người mình nó hoạt động thì bây giờ thì chúng ta không còn ở tuổi học sinh nhưng mà chúng ta vẫn có thể là tiếng rưỡi đồng hồ hoặc là làm ví dụ chúng ta vào 8 giờ chúng ta bắt đầu 10 giờ chúng ta tập tí xíu đó, chúng ta tập tí xíu có thể là trong tại phòng thôi thì như vậy thì chúng ta làm cho các cái cơ các cái khớp rồi nó hoạt động thì nó sẽ tránh được cái tình trạng như vậy à, đi sâu hơn xuống tới cái vùng khắp à, khớp gối thì để tránh cái hiện tượng thoái hóa khớp gối sớm thì ta khuyên là nên vận động thế thì vận động hay bằng cách nào vận động bằng cách này cái, cái phòng mà chúng ta nó bé nhưng có thể là chúng ta sẽ liên hệ với những cái bộ phận khác thì khi liên hệ bộ phận khác chúng ta cố gắng chúng ta đứng dậy chúng ta đi à, chúng ta đi tới đi luôn hoặc chúng ta lấy pha hồ sơ chúng ta thể đứng dậy đi đó. Rồi giờ uh, uh, nếu mà uh, đi uống cà phê thì thông thường có một số nơi họ thuê nguyên tầng hoặc là họ có thể thuê hai tầng. Nhiều tầng trên là để hội họp, để có cà phê rồi nhân viên có thể lên đó lấy uống nghỉ ngơi, chỗ nào đó cũng có. Thì khi đó thì chúng ta có thể là đi lên tầng trên. Nhưng đừng đi thang máy, chúng ta có thể chạy lên cầu thang, đi xuống cầu thang. Chậm thôi, không cần phải nhanh. Nhưng chúng ta vận động được thì tốt. Và một cái điều cơ bản nữa là nên nghỉ ngơi tức là làm sao cho cái cuộc sống của mình có thể là chúng ta có thể ngã lưng một tí xíu à, hoặc là à, chúng ta cái buổi mà thay vì cái lúc mà ăn trưa rồi đó thay vì à, lại tiếp tục mở máy vi tính đọc mấy cái tin vớ vẩn trên báo mạng thì chúng ta <laughs> thôi chúng ta có thể là nhắm mắt ngồi lại chỗ nghỉ tí xíu thì như vậy nó thả lỏng người ra à, chúng tôi thấy rằng là có một số công ty cho rằng là cái việc mà nghỉ ngơi buổi trưa đó nó sẽ uh, làm uh, cho xấu đi cái hình ảnh uh, thế này thế kia hoặc là uh, làm mất cái năng suất đi nhưng mà thực ra cái chuyện đó là sai lầm đứng về mặt nguyên tắc khoa học đó thì cơ thể con người ta không thể nào làm việc liên tục 8 tiếng đồng hồ được người ta làm tốt nhất vẫn là 4 tiếng và chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn qua người nhật đó chúng ta thấy cái tỷ lệ tự sát họ cao đó, tại vì họ làm việc rất là là căng thẳng để sâu nó để họ hồi phục các nước nhưng bây giờ người ta lại thấy rằng là cái việc mà nghỉ trưa một tí đó thì nó sẽ làm buổi chiều người ta có thể tập trung làm việc tốt hơn rất là nhiều và thậm chí cái dân mà không có nghỉ trưa đó ngay cả những dân châu âu đó cái thời điểm chúng tôi đi học bên đó đó thì người ta cũng đã thay đổi cái quan điểm và người ta cho rằng là phải nên nghỉ trưa khoảng cỡ 15 phút để làm chi để tái tạo lại cái năng lượng và buổi chiều vẫn có thể tiếp tục làm việc được đó. Vì thật ra là chúng ta buổi tối về chúng ta còn phải làm việc nữa Chứ không phải là chúng ta tối về xong là chúng ta có thể nghỉ ngơi được Thành ra là cái việc nghỉ ngơi Mà đặc biệt là chúng ta làm việc rất là sớm Chúng ta làm việc ở Việt Nam chúng ta làm việc bắt đầu từ 7 giờ Thành chúng ta làm việc tới 11 giờ là đã 4 tiếng à, Hoặc là đôi khi tới 11 rưỡi hay 12 giờ là 5 tiếng Thành ra tôi cho rằng cái việc nghỉ giữa buổi trưa là cái việc nên làm không phải là quá lâu là đến hai ba tiếng đồng hồ hoặc là chúng ta phải ngủ một giấc trưa tới hai tiếng đồng hồ chúng ta chỉ cần ngủ một giấc ngắn khoảng 10 15 phút là chúng ta có thể hồi phục được và cho toàn bộ hệ thống cơ dây chằng hệ thống cột sống và các cái khớp nó được nghỉ ngơi có thể nói là với 30 phút của chương trình ngày hôm nay à, chúng ta đã vỡ lẽ ra rất nhiều điều phải không ạ à, giống như ông bà mình nói là đôi khi những cái vấn đề nó phức tạp nhưng mà nó có thể giải quyết bằng những cái biện pháp nó đơn giản nhưng mà hiệu quả à, qua phần phân tích vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ tăng hà nam anh thì Kim anh cũng hy vọng là à, có một số lượng lớn rất lớn những người đang làm ở dưới văn phòng chúng ta sẽ hiểu hơn và nói như bác sĩ nam anh nói là chúng ta hãy thương bản thân mình hơn, hãy lắng nghe cơ thể của mình hơn để mình có thể làm việc được lâu dài, có thể làm việc được hiệu quả và đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến xương khớp, những cái vấn đề mà nó rất thường gặp đối với giới văn phòng chúng ta cũng có thể chủ động trong cái việc phòng bệnh. Và thưa tất cả quý vị, với chương trình ngày hôm nay chúng ta có thể đón nghe lại với khung giờ từ 9h30 cho đến 10 h của ngày sáng thứ sáu tuần sau trên làn sóng FM 99,9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đã đến tham gia cùng với chương trình. Dạ xin cảm ơn chị Kim Ánh và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Chúng tôi cũng rất cảm ơn đơn vị với sản phẩm khớp Tision, tái tạo sụn khớp hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp và đau mỗi cơ đã tham gia đồng hành cùng với chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Bạn đang bị thoái hóa khớp, đau mỏi khớp, đau khớp xương, viêm khớp đã có giải pháp. Khớp Tision giúp phục hồi tái tạo mô sùng khớp cung cấp dịch khớp giúp đảm bảo sự vận hành linh hoạt của khớp khớp ti sinh hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp đau mỏi khớp đau khớp xương viêm khớp khớp ti sinh giúp giảm đau ở các cơ khi vận động quá sức khớp ti phù hợp với nhiều đối tượng đặc biệt là người lớn tuổi người thoái hóa xương khớp người hay vận động thể lực sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh bạn có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm trên www.khớptison.com.vn có những vấn đề sức khỏe liên quan đến xương khớp mà bạn không biết hỏi ai Hãy hỏi bác sĩ của chương trình y khoa ai nghe cũng hiểu Qua đường dây điện thoại 08 3822 3285 vào lúc 18 giờ 15 đến 18 giờ 45 phút chiều thứ bảy hàng tuần Chương trình được sự đồng hành của sản phẩm khớp Tyson, tái tạo sùng khớp, hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp và đau mỏi cơ.